Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và Miley xin được kính chào ông Hồng Phúc cũng như anh Việt Thanh. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông. Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Và hôm nay rất vui được tái ngộ với anh Việt Thanh và cô Miley trên làn sóng của đài chúng ta như thường lệ. Dạ, xin kính chào cô và kính chào anh Việt Thanh. Dạ, xin mời anh Việt Thanh. Dạ, chúng tôi là Việt Thanh, xin kính chào anh Hồng Phúc và cảm ơn anh đã có nhã ý để trở lại với anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng xin kính chào toàn thể quý khán giả và cô Mai Ly. Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc, chạy đâu cũng không có tránh được nắng ạ. Dạ, cô thoát khỏi cái đêm Halloween tôi tưởng là hồn ai nấy giữa chúng ta không chạy nổi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ bảy nhằm ngày mồng 3 tháng 11. Và thưa quý vị, chúng ta đã trải qua một tuần lễ và giờ đây chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa là tới ngày bầu cử nửa kỳ của Hoa Kỳ. Và trong tuần lễ vừa qua cũng có rất nhiều tin đã xảy ra trên thế giới cũng như trên Việt Nam và tại Hoa Kỳ của chúng ta. Do đó chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình. Và xin mời anh Việt Thanh, thưa anh. Dạ, xin thưa quý khán giả, chúng tôi xin trình bày đầu tiên về các tin thế giới. Về tin thế giới kỳ này thì có các tin sau đây. Thứ nhất là Liên Âu và Nga bàn thảo về các cuộc tập trận quy mô. Cái tin tức thứ hai là Nga tiết kiệm ngân quỹ để đề phòng các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và Liên Âu. Và mục thứ ba là kinh tế Á Châu và vùng Thái Bình Dương với thương ước CPTPP. Và cuối cùng là họp thượng đỉnh của khối ASEAN với các cường quốc tại Singapore vào tháng 11, tức là tháng này, từ ngày 11 đến 15, 2018. Và để bắt đầu, chúng tôi xin trình bày về cái tin đầu tiên, Liên Âu và Nga đã bàn thảo các cuộc tập trận quy mô và hiệp ước INF, tức là cái hiệp ước nói về hỏa tiễn tầm trung. Là quý vị biết những cái thời gian sau này, Nga và các nước Liên Âu, nhất là sau cái kỳ mà Nga thôn tính một cái bán đảo Crimea của Ukraine đó, thì tình hình rất là căng thẳng. Nhưng mà đặc biệt quý vị thấy, tuy rằng căng thẳng như vậy, có thể là mình nói là hai kình địch với nhau, nhưng mà họ vẫn ngồi lại với nhau để bàn thảo. Thành ra kỳ này là các đặc sứ của NATO, tức là khối phòng thủ Bắc Đại Tây Dương và Nga, đã họp hôm 31 tháng 10 và thảo luận về các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của họ và một hiệp ước về kiểm soát hỏa tiễn tầm trung trong cái thời chiến tranh lạnh giữa Nga và Hoa Kỳ. Và quý vị biết rằng là gần đây ông Tổng thống Trump đã nói là có thể rút khỏi cái hiệp ước này, thành do đó cũng gây những cái sự khủng hoảng đối với các nước Âu Châu dưới cái sự đe dọa của Nga. Thì trong cái cuộc họp này thì hai bên, tức là Liên Âu, tức là khối NATO, đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine cũng như là cái tình hình về Afghanistan. Và đặc biệt cái cách đây hơn một tháng thì có cái cuộc diễn tập quân sự gọi là Vostok của Nga đã huy động lên trên 300.000 binh sĩ và lại còn tập trận chung với Trung Cộng. Và đồng thời là hiện nay đang diễn ra là cuộc diễn tập Trident Juncture của khối NATO, và đây là cuộc tập trận lớn nhất kể từ Thế chiến chiến tranh lạnh của NATO đang diễn ra. Thì quý vị ở đây thấy đây là những cái dấu hiệu, tức là bên nào cũng phô trương cái lực lượng của mình, mà không những đối với lại các nước Âu Châu mà ngày nay Nga lại còn tiếp tay với Trung Cộng trong cái cuộc tập trận đó, tức là hai bên đều khoa trương về cái sức mạnh của mình. Nhưng mà có một cái là họ nhìn thấy như vậy, đối đầu nhau nhưng mà vẫn ngồi lại để nói chuyện với nhau. Ngoài ra ông Tổng thư ký của khối NATO cũng kêu gọi Nga thực hiện các thay đổi nhanh chóng để tuân thủ đầy đủ các hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987. Và Nga nói rằng là họ không có làm cái gì để mà vi phạm cái hiệp đó hết. Nhưng là một trong những lý do mà Tổng thống Trump muốn rút ra là cho rằng Nga
đã có những cái vấn đề chế tạo những hòa tiễn tầm trung, tức là vi phạm ngoài hiệp ước đó. Cho nên ông Trump ông muốn Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước này. Thì đó là cái tin tức đầu tiên chúng tôi trình bày cùng quý vị về cái buổi họp thượng đỉnh giữa Liên Âu và Nga để bàn về vấn đề an ninh, chính trị cũng như quân sự tại Âu Châu. Xin mời anh Hồng Phúc với cô Mai có thêm ý kiến gì? Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ, tôi cảm ơn cô và anh Quốc, anh Việt Thanh ạ. Dạ, vâng, thì những cái điều anh trình bày thì cũng không ngoài những cái tin tức mà chúng tôi cũng thu thập được. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là Nga huy động cái cuộc tập trận lớn lắm, rồi mà bên khối NATO thì cũng lại đáp lại không có vừa gì cả. Người ta nhiều người tiên đoán thời cuộc thì cho rằng đây cũng vẫn lại một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai đang diễn ra. Hai bên thì cũng đánh dơ cho cao mà đánh thì đánh khẽ. Ai cũng sợ chiến tranh và ai cũng sợ những sự đổ nát của hoang tàn của chiến tranh. Nhưng mà họ muốn nói theo cái kiểu là chiến tranh để bảo vệ hòa bình hay là tấn công phòng thủ. Nghĩa là đưa ra những cái lực lượng quân sự vĩ đại làm cho đối phương phải gồm mà ngưng tay, đừng có vung tay quá chán rồi chuyện xảy ra thì thế giới tan tành hết tất cả. Thành ra chúng ta cũng mong rằng đây chỉ là những cái cuộc phô trương và đánh võ mồm, chứ đừng có để xảy ra thật sự. Cái nguy hiểm nhất là cái thời buổi hôm nay đó, mà chỉ lỡ tay mà sai sót một cái đó, thì thiên hạ sẽ ra cho hết và tất cả đều là thiệt hại. Vì không biết bao nhiêu năm nữa mới lại kiến tạo lại được một cái hoàn cảnh như ngày hôm nay. Thì chúng tôi tin rằng các cái cuộc thử thách hay là dương diễu võ dương ngoài này đó, nó chỉ ở trong cái tầm mức là để các anh liệu đấy, ai cũng thủ cái thân của mình, đừng có quá tay. Thì chúng tôi hy vọng là chuyện này nó sẽ ra được êm đẹp như vậy. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Linh và anh Quốc Việt Anh. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, sau 2 năm làm việc của chính phủ Tổng thống Donald Trump, thì có lẽ giờ đây không những người dân của Hoa Kỳ mà tất cả những người trên thế giới, các cường quốc hay là tất cả các lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới, giờ đây không có ai có thể nói rằng ông Tổng thống Trump ông chỉ đánh võ mồm, vì trong 2 năm vừa qua những gì mà ông nói là bao giờ ông cũng nói trước đó, nghĩa là ông báo cho biết trước đó, là tôi dự định làm như vậy đó, và ông cho đôi bên có đủ thì giờ để mà sửa đổi lại cái hành động của mình để tránh những cái hậu quả. Nhưng nếu trong trường hợp mà không sửa đổi thì lúc bây giờ ông sẽ thi hành những gì ông đã nói. Như quý vị thấy, ông đã làm như vậy với NAFTA, nghĩa là cái hiệp định thương mại giữa Canada, Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ. Rồi kế đến vấn đề chiến tranh và kinh tế với Trung Cộng, mặc dù ông và ông vẫn thường tuyên bố rằng ông là bạn thân của ông Tập Cận Bình, nhưng mà những gì ông phải làm cho quốc gia của ông vẫn làm như thường, còn cái chuyện mà cá nhân thì phải bỏ qua một bên. Và cũng như vậy đối với Bắc Triều Tiên và các nước khác, ngay cả những cái nước đồng minh thân cận đối với Hoa Kỳ, đó là Nam Triều Tiên cũng như là Nhật Bản, quý vị thấy là những quốc gia này đều phải thay đổi cái những cái hiệp định trao đổi mậu dịch với Hoa Kỳ. Và kế đến ở bên NATO cũng vậy, quý vị thấy liên hiệp bên NATO thì giờ đây cái vấn đề hồi trước Tổng thống Donald Trump nói rằng là phải mọi người đều đóng góp một cách công bằng, chứ không có thể để cho Hoa Kỳ phải bao trọn ổ như từ trước tới nay. Thì chuyện đó ông cũng đã thi hành rồi. Giờ đây đó là tới cái vấn đề hiệp định đã được ký kết bởi Tổng thống Reagan và ông Gorbachev, thì bây giờ ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ rút ra khỏi hiệp định này nếu trong trường hợp Nga không có tuân thủ
dựa theo cái hiệp định. Và trong cái thời gian qua đó mà nói rằng là Nga không có làm gì vi phạm tới cái hiệp định này thì chúng tôi hoàn toàn không đồng ý, thưa quý vị. Mali nghĩ rằng Mali không có đủ thời giờ để trưng bày hết những cái dự kiện ra, nhưng chúng tôi cam kết với quý vị đã có những cái sự vi phạm. Và bên cạnh đó, Nga đã hỗ trợ cho Iran để mà tiếp tục thi hành những cái thử nghiệm về vũ khí tầm trung cũng như tầm ngắn của họ. Và khi nói tới Iran thì thưa quý vị, ông Tổng thống Trump, ông cũng nói là ông rút ra khỏi cái hiệp định với Iran thì ông cũng đã thi hành rồi. Thì do đó chúng ta hãy tôn trọng cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Và khi nói trở lại về vấn đề Nga đó, thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump có tuyên bố rằng cái hiệp định này đó chỉ ký kết giữa Nga và Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đó Trung Cộng và Iran và Bắc Triều Tiên thì sao? Đây là những cái quốc gia mà trong thời gian qua họ đã lừa đục thả câu, họ tiếp tục tiến hành để mà chế tạo những cái vũ khí của họ. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đó, thứ nhất, ông nói rằng Nga phải tuân thủ theo tất cả các điều khoản trên cái hiệp định đó. Và bên cạnh đó thì những quốc gia mà chúng tôi vừa mới nói, Trung Cộng, Iran và Bắc Triều Tiên đều phải nằm trong cái hiệp định này. Thì lúc bây giờ mới ký kết lại, bằng không thì ông sẽ rút ra. Thì chúng tôi thấy những cái điều, cái sự đòi hỏi của ông á không là quá đáng, thưa quý vị. Vì quý vị thấy Trung Cộng không? Nếu mà chúng ta không có gọi là control Trung Cộng ngay cái thời điểm này đó, thì một ngày không xa đâu, họ còn nguy hiểm hơn Nga nữa. Họ sẽ trở thành một con gấu khổng lồ, và lúc bây giờ có Nga hay Mỹ cũng chẳng làm gì được họ. Nó sẽ tạo ra một cái mối nguy hiểm cho toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng gì cho Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên cũng vậy, và Iran cũng vậy, thưa quý vị. Đó là ý kiến của chúng tôi. Xin được trở lại với anh Việt Thanh. Xin phép anh cho tôi được trả lời. Dạ vâng. Xin phép anh cho tôi mời anh chứ để trả lời cô Mai Ly. Cô cứ nói thế này thì tôi có phải hay cãi nhau với cô là vậy đấy cô. Tôi đồng ý với cô. Cô đưa ra nhiều cái dẫn chứng rất là cụ thể về việc hành động của Tổng thống Trump. Chúng tôi không có phản đối lắm. Thế nhưng mà thưa cô, mình chỉ nói với Cộng sản thì mình nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thế chúng tôi thì không ví ông Trump với lại Cộng sản được. Thế nhưng mà ông Trump làm thì chúng ta cũng phải nhìn việc làm của ông thay cho lời nói. Chúng tôi xin được chứng minh cái điều thứ nhất đó. Ông nói rất to và ông muốn ai cũng, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại đó, thì ai cũng nói ông vô kỳ này thằng Trung Cộng chết ngay, với lại ông Trump đấm vỡ mặt vỡ mày này kia ra. Nhưng mà trên thực tế thì tôi thấy có nhiều việc làm trái ngược với những lời tuyên bố. Thứ nhất, ông ra các lệnh cấm vận với cái hãng điện thoại của Trung Cộng. Ông nó bao vây mà không bán linh kiện cho nó, tức là không bán đồ phụ tùng á. Cái hãng 75.000 công nhân nó chết ngắt. Thế là không gượng quậy được gì. Thế thì ông mới ngay ngày sau, thế thì không biết là do ông Trung Cộng hay do ai, ông lại bắt đầu giải tỏa cái lệnh đó và cung cấp để cho cái hãng cung cấp những linh kiện, những đồ phụ tùng để cho hãng nó sống. Đó là một cái bằng chứng. Thứ hai, ngay mới đây phái đoàn thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ qua bên đó tuyên bố ông chủ bên Trung Cộng nói rằng là hai chú Trung Cộng và Hoa Kỳ là hai đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng không phải là kẻ đối địch, không phải là kẻ thù địch. Rõ ràng cái lời tuyên bố đó thì nó chứng minh cho cái gì chúng ta thấy rõ rồi. Là thế rồi bây giờ thì sắp sửa đến hội nghị cuối tháng 11 này ở Á Căn Đình, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump điện thoại cho Tập Cận Bình, hai người hẹn nhau đi ăn cơm để nói chuyện và hy vọng là có một cái thỏa ước rất tốt cho cả đôi bên, vì chúng ta cần phải liên lạc với nhau. Thế thì thưa cô, tôi đồng ý với cô, ông nói mạnh lắm, mà tôi nhìn những việc ông làm á thì tôi thấy nó cũng có những cái đôi khi nó không đi đúng với cái lời nói, thưa cô. Xin phép cô cho tôi được góp lời như vậy. Xin hết. Dạ, Mai Ly cũng xin được góp lời với ông là thưa ông, có lẽ ông không quên rằng cái quá khứ của Tổng thống Donald Trump là một người thương gia. Là một người thương gia đó, thì khi đó mà ông muốn bán một vật gì thì ông phải ra giá chứ. Khi ông ra giá đó thì người ta phải trả chứ. Và khi mà cảm thấy rằng ồ, cái này mình không lỗ mà không lời nhiều như ý mình muốn, nhưng mà có lời, thì như vậy ông có bán món hàng đó hay không?
Miley tin chắc rằng là một thương gia, ông sẽ phải bán món hàng đó để ông tiến tới món hàng khác, thưa ông. Thì cái vấn đề Tổng thống Donald Trump gia giá đó là chuyện đương nhiên rồi. Ông đòi 10, mà nếu ông được 8 đó, thì như vậy ông đã thành công rồi đó, thưa ông. Rồi kế đến cái vấn đề, chút xíu nữa chúng tôi sẽ đi vào cái vấn đề Trung Cộng, về cái vấn đề một phái đoàn của Hoa Kỳ đi qua Trung Cộng. Thì quả thật, Hoa Kỳ và Trung Cộng không, thời buổi này chúng ta không nên là kẻ thù với nhau. Chúng ta không cần phải là bạn với nhau, nhưng chúng ta không phải là kẻ thù với nhau. Chúng ta là những người thương gia làm việc với nhau, thì chuyện đó có thể chấp nhận được, thưa ông. Vâng, xin được trở lại với anh Việt Thanh. Dạ, chúng tôi thì có cái ý kiến khách quan như thế này, là quý vị biết đó, là tình hình thế giới bây giờ nó rất là gọi là ngộ nghĩnh. Tức là một bên, tôi nói thí dụ như là Nga với Âu Châu đã hàm hè nhau qua cái chiến tranh ở Syria chẳng hạn, hay là tại Iran. Thế nhưng mà đó vẫn ngồi lại để mà bàn thảo với nhau. Thì tôi nghĩ đó, nếu cái người xưa đó thì mình nói rằng là vừa đánh và vừa đàm, thì nó cũng có cái hay của nó, là không đến nỗi là đánh chết nhiều người, mà có thể là chỉ về vấn đề kinh tế thiệt hại cái này phải nhường nhịn lẫn nhau. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan niệm bây giờ đó, mà chính trị của thời nay đó, là rất áp dụng cái câu gọi là vừa đánh vừa đàm. Anh nào mà chỗ giỏi, anh nào mà có cái sức mạnh đằng sau nhiều đó, thì cuối cùng lại cũng thắng thế. Tuy nhiên sẽ không ra gây ra cái sự đổ vỡ mà dẫn đến chiến tranh. Tại vì thời gian bây giờ đó, người nào cũng muốn sung sướng hết, từ Á Châu, Phi Châu, Mỹ Châu, tất cả không ai muốn chiến tranh. Thành ra tôi nghĩ rằng cái cuộc ngồi lại với nhau để mà thương thảo rất là quan trọng để tránh những cái cuộc chiến tranh thế giới. Thì đó là cái hiện tình thế giới ngày hôm nay. Mình tưởng rằng đó là những kẻ thù địch không bao giờ muốn nói chuyện với nhau, chỉ muốn nghĩa là cầm súng và bắn nhau thôi, nhưng mà cuối cùng còn ngồi với nhau. Thì cái đó cũng là một cái điều hay theo anh, cái về vấn đề chính trị của tôi. Anh Việt Thanh ơi, thôi bây giờ đừng có nhìn tầm mức thế giới gì cho nó lớn quá. Bây giờ nhìn về đài mình nè. Miley với ông Hồng Phúc là chuyên đời hụi nhau thôi. Nhưng mà làm việc với nhà rất là tốt. Tôi xin thưa thế này. Tôi xin thưa một cách rất là thẳng thắn. Thưa cô, anh Việt Thanh, cô cũng đồng ý với anh nói là vừa đánh vừa đàm. Có đó không phải bây giờ mà bao giờ ở đâu cũng vậy hết đó. Và người ta nói là bất chiến là tự nhiên thành. Đấy mới là tượng sách. Không cần đánh nhau mà mình thắng mới là sách. Tôi đồng ý. Thế nhưng mà cái chuyện là bao khi một cái hãng điện thoại nó gần ngắt nó quần đầu đi rồi, bây giờ bắt đầu lại buông ra cho nó là. Rồi ông ấy cứ nói những khẩu hiệu là hãy dồn hết các thương gia đem hết các cơ sở ở ngoại quốc về nhà để làm tăng công ăn việc làm cho người trong bản xứ được quyền lợi, bây giờ làm cân bằng cái quán cân thương mại. Có thấy hay đang về đó. Trời thì tất cả vẫn đầu tư trong đó, ngày chính là trong gia đình ông với con rể cho tới con gái, rồi cho tới bà chị của ông con rể cũng vậy, cũng tiếp tục đi quảng cáo ở bên là ai có $500,000 sẽ có một visa vào Mỹ. Rồi bây giờ ông con rể thì đi ra mở cái khách sạn $500,000,000 bằng tiền của Trung Cộng. Thế là vẫn giao dịch làm ăn như vậy. Rồi ba con gái thì vẫn lại đăng ký. Thế là cả hơn 100 cái license để mà làm những công việc ở ngoại quốc, đầu tư ở ngoại quốc. Dạ vâng, sao... Tôi không đồng ý cái chính sách. Dạ, kiểu mà... sau chương trình ngày hôm nay... Dạ, thưa ông Quốc, sau chương trình ngày hôm nay mà nếu ông cần cái danh sách là những công ty nào đã mang công ăn việc làm về Hoa Kỳ này thì Miley sẽ được gửi qua cho ông. Để ông rất mong, rất mong được công bố được khoảng tuần rồi. Dạ, dạ, một cái điển hình là hãng Apple ạ. Một cái điển hình là hãng Apple. Dạ, và bên cạnh đó chưa kể những hãng Ford. Cô hãng Apple chỉ mới đang dục dịch là dọn sang Việt Nam. Nhưng mà đó chỉ là lời đe dọa với Trung Cộng thôi, chứ họ cũng chưa làm. Hãng Apple đã cho thăm dò bên Việt Nam, sẽ lập một cái nhà máy bên đó để ráp điện thoại bên đó. Nhưng trên thực tế vẫn chỉ là lời đe dọa, chứ thực sự thì họ chưa làm, thưa cô. Đấy là sự hiểu biết của tôi. Dạ, dạ vâng. Xin mời cô trở lại với vấn đề khác. Dạ. Trở lại với anh Việt Thanh, thưa anh. Dạ, vâng. Quý vị biết đấy, là khi mà con người ta cái bao tử mà nó bị đói rồi á, thì có cái chủ nghĩa cộng sản cũng vậy, nó bắt người ta đến đói rồi thì là phải nghĩ đến miếng ăn. Tức là nói về vấn đề kinh tế thì Nga hiện giờ cũng đang ở trong tình trạng đó, tức là Nga nó đưa tiết kiệm vấn đề ngân quỹ, tức là thí dụ như những cái dịch vụ về an ninh xã hội á, lấy những cái người về hưu đó, là bây giờ nó bắt là tăng tuổi lên thì mới được về hưu, và đồng thời họ lấy những cái lợi nhuận từ khai thác dầu hỏa này kia để đưa vào ngân sách quốc gia, tức là họ đánh thuế cao hơn và họ giữ chữ một cái số
lượng là 200 tỷ đô la để là phòng ngừa, là vì họ sợ rằng là Hoa Kỳ cũng như là các Liên Âu sẽ có những cái lệnh cấm vận, đặc biệt là xuất cảng dầu khí từ Nga đi. Cho nên Nga đã đang làm cái việc đó để thủ thân, để có cái bao tử của dân chúng không có bị ảnh hưởng. Thì nếu với những biện pháp này thì Nga sẽ tăng được cái quỹ gọi là quỹ thịnh vượng quốc gia lên gấp 4 lần. Thì có nhiều nhà kinh tế cho thấy rằng điều này tốt cho ngân sách nhưng lại xấu từ quan điểm phát triển kinh tế. Vì trước đây Nga có nói là đến năm 2024 sẽ là trở thành một trong những cường quốc về kinh tế. Nhưng mà vì bây giờ cái chính sách tiết kiệm này thì chắc chắn là Nga không thể đi tiến đến cái mục đích đó được. Dạ, xin mời ý kiến, đóng góp ý kiến của cô Mai và anh Hồng Phúc ạ. Dạ, mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ vâng, thưa thì cái vấn đề chiến lược của các cái quốc gia này thì Nga vẫn còn có một cái thao thức, họ vẫn nhớ về cái quá khứ của họ là một trong những cường quốc ở trên thế giới. Rồi sau cái sự sụp đổ chính trị ở trong nước đó, thì họ đã trở thành một cái cơ quan suy yếu và cái vị trí siêu cường số một đã trở về tay của Hoa Kỳ. Chứ không còn ngang ngửa như ngày xưa, còn nghĩa là thế chân vạc Trung Cộng, Nga Xô rồi Hoa Kỳ. Thì hôm nay ở cái vị trí đó Nga muốn ngóc ngách với cái tham vọng của ông Putin là muốn đưa nước Nga trở lại hùng mạnh. Và bây giờ đang đương vào với cuộc chiến tranh lạnh trước đã. Chiến tranh thật thì chưa ai dám nghĩ tới. Thì thành thì đấy là những cái lời đe dọa, đây là cái sách lược. Rồi ông làm được bao nhiêu mới là quan trọng, thực hiện được hay không mới là quan trọng. Đấy là ý kiến của tôi. Xin được trở lại với anh của Việt Thanh và cô của Mai Ly. Dạ vâng, thôi Mai Ly không có ý kiến về vấn đề này. Nhưng mà trong lúc quý vị nói thì Mai Ly đi ngay vào Google để Mai Ly kiếm những cái công ty mà nó đã mang job về cho Mỹ nè. Bây giờ ông Hồng Phúc có viết đó không? Viết xuống. Dạ, Insulet Corporation, Anjam Corporation, Element Electronics, Gentex, vân vân và vân vân. Miley có một cái danh sách mấy chục công ty. Dạ, đó là Miley mới đọc một vài cái để cho quý vị thấy rằng là Miley không có đưa tin cuội đâu. Vâng, thưa quý vị khán giả, sau đây thì chúng tôi xin được tiếp tục chương trình. Xin trở lại với anh Việt Thanh, thưa anh. Dạ, chúng tôi cũng nói thêm về vấn đề kinh tế ở tại Á Châu và vùng Thái Bình Dương. Thì quý vị biết là cái thương ước TPP đó thì trước đây Hoa Kỳ đã rút ra và sau này người ta gọi là TPP-11. Thì Nhật là cái người mà Nhật và Úc là những cái người đầu tàu để mà tiến tới cái hiệp ước nó gọi là CPTPP, tức là hiệp ước toàn diện và tiến bộ về vấn đề kinh tế cho vòng đài Thái Bình Dương. Thì qua cái vấn đề này đó, là quý vị cũng nhìn thấy rằng là cái CPTPP này đó là Úc vừa mới ký và trở thành cái nước thành viên thứ 6 đã phê chuẩn cái hiệp định này. Và Việt Nam cho biết là sẽ phê chuẩn hiệp định CPTPP vào tháng này tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội. Và nếu cái CPTPP này trở thành hiện thực thì các hoạt động kinh doanh giữa các nước trong vùng thành viên thì sẽ có một tổng số dân chúng trong các nước này lên tới là 500 triệu người và cái lượng GDP tức là Gross National Product tức là cái sản lượng về những cái sinh hoạt động này đã đạt tới 13.5 ngàn tỷ US dollar. Thì quý vị thấy đây là một cái hiệp ước rất là quan trọng. Thì hiện nay chỉ còn 4 nước chưa ký, thì cái hiệp ước này sau khi ký đấy thì sẽ có hiệu lực vào 31 tháng 12 năm 2018. Và hiện nay thì Việt Nam cũng như một số nước đã yêu cầu Mỹ tham gia cái hiệp ước này. Tuy nhiên thì ông Trump chắc chắn là cũng sẽ thương thảo hay là xem xét lại xem có lời có lỗi như thế nào trước khi Hoa Kỳ sẽ tham gia. Và xin mời đóng góp ý kiến của anh Hồng Phúc và cô Mai Ly. Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ vâng, thì chúng tôi thấy cái hiệp ước này hôm trước chúng ta cũng có nói trong cái chương trình chuyện quê nhà rồi, thì nó cũng đại khái như anh Việt Thanh vừa mới trình bày đầy đủ chi tiết đó. Mà theo tôi được biết cái tin mới nhất ấy, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã chuyển cái hiệp ước thương mại này qua Quốc hội ngày hôm qua để xin phê chuẩn để mà tham gia cái này, bởi vì đây là một cái phao mà để cho Nguyễn Phú Trọng hay cho Cộng sản Việt Nam nắm lấy trong cái lúc này. Vì cái vụ xảy ra bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về đó, thì cái cảm tình của Âu Châu, của Liên Âu đó
đã là hết sức rất ư là tồi tệ giữa cái sự bàn giao của Cộng sản Việt Nam với lại Liên Âu. Và do đó đó, bây giờ anh bị cộng với nguồn lực anh chết đuối, đầu tư của ông của Tây Phương không có nhảy vào, mà Trung Cộng thì luôn luôn nó chỉ đình đình, nó không tính này chứ không phải nó đem quyền lợi lại nữa. Mới đây nhất thì Thủ tướng nước Pháp vừa mới qua thăm Việt Nam và đã ký một cái thỏa ước 130 tỷ đô la liền là giữa nước Pháp với lại Cộng sản Việt Nam. Thì đây là đủ biết rằng là một cái chuyện đúng là thả nước thừa nước được thả câu, dư vì cái áp lực của Liên Âu rồi anh Cộng sản Việt Nam như là tiên chết đuối thì anh Pháp anh quẳng cho cái phao mà víu vào được 130 tỷ. Không những thế, còn trên mặt trận chính trị đó thì sẽ được có một cái ưu thế là có những cái người backup ở sau lưng. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái TPP này nếu Tổng thống Trump xét lại mà theo cái hiện cận của cá nhân chúng tôi mà qua những tin tức nhận được đó thì chúng tôi nghĩ rằng chắc Việt Cộng lệnh để mà lấy. Thành ra tôi hy vọng là Hoa Kỳ sẽ tham dự để mà giúp cho cái hiệp ước này nó được mạnh lên để có một cái vòng tay mới bao xung quanh Trung Cộng. Xin hết. Dạ vâng, thưa chú Hoàng Hôn, Miley xin mời chú gọi lại chú nhé. Hồi nãy vì lý do diễn giả đang nói giữa chừng, do đó Miley chưa có mời chú lên tiếng được thì chú đã cúp để Miley đừng có bị mang tiếng oan là không cho chú nói. Xin mời chú gọi lại, điện thoại là 405-247-0304, 405-247-0304. Xin được trở lại Văn Việt Thanh, thưa anh. Dạ, cái tin cuối cùng mà chúng tôi muốn trình bày cùng quý vị về những cái tin tức xảy ra trên thế giới, cái cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia vùng Đông Nam Á, tức là ASEAN đó, trong đó có Việt Nam mà tất cả là 10 nước ở Đông Nam Á. Đồng thời có sự hiện diện của lãnh đạo của nước Nhật, Trung Cộng, Nga và Mỹ. Tất nhiên là bốn cái xe được xem như là hiện nay là cường quốc về kinh tế và chính trị và quân sự đó thì cũng có mặt. Thì năm nay đó thì theo cái sự nhận xét của các quan sát viên đó thì thấy rằng Trung Cộng đã đại trong cái thế thủ, vì rằng là Trung Cộng với cái mộng ước là một vành đai và một con đường đã đưa cho những một số nước ở trong vùng Đông Nam Á hoặc là khuyến cáo họ để cho vay tiền. Thế nhưng mà vay tiền với cái số mà chi tiêu quá lớn thì về sau này không ai trả nợ nổi. Và cái sự việc đó đã xảy ra tại Pakistan và lại Tích Lan. Cho nên bây giờ ai cũng sợ cái chuyện vành đai và con đường. Và cái chuyện thứ hai nữa, với cái sự hiềm khích và cái sự gọi là phô trương lực lượng quá mạnh về quân sự của Trung Cộng tại Biển Đông, làm cho các nước Đông Nam Á rất là lo ngại. Cho nên người ta nhận xét rằng trong kỳ họp này Trung Cộng sẽ ở cái thế thủ, tức là đa số các nước ASEAN không còn tin tưởng Trung Cộng như trước đây. Và đặc biệt là quý vị biết có một cái hiệp ước về vấn đề đối xử giữa các trên mặt biển, nhất là về Biển Đông. Thì Trung Cộng trước đây cách đây 2 năm cũng đã tuyên bố đem ra bàn thảo. Thế rồi cái năm vừa rồi cũng bàn thảo được chút ít. Thì cứ lâu lâu thì Trung Cộng lại ve vãn và hơi chúng ta sẽ bàn. Thế nhưng mà cho đến nay thì cái sự tiến triển để mà có một cái hiệp ước đối xử công bằng tại Biển Đông vẫn chưa đến đâu. Thì đó là những cái dữ kiện cho thấy là Trung Cộng bây giờ cũng không còn được cái sự tin tưởng của các nước Đông Nam Á nữa. Và đồng thời với cái sự áp lực của Hoa Kỳ về quân sự cũng như chính trị và kinh tế đối với Trung Cộng thì chắc chắn rằng là Trung Cộng đã biết cái thân phận của họ, cái tình trạng như thế nào. Cho nên chắc chúng tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt cho các nước ASEAN và cũng là một cái điều tốt cho Việt Nam. Dạ vâng. Xin kính mời cô Mali và anh. Dạ. Dạ. Trước hết thì Mali xin được mời chú Hoàng Hôn, xin mời chú lên tiếng thưa chú. Dạ vâng, kính chào là hai ông Hoàng Phúc, ông Việt Khanh và cố giám đốc. Dạ, tổng chào chú. Dạ. Lại thì ông Việt Khanh nói giữa Nga và Tàu. Thật sự Nga và Tàu là hẳn chỉ đồng lọa chứ không phải đồng minh. Nó cần nhau thì nó đồng lọa, chứ không phải đồng minh giống như các nước Tây Phương. Nếu như mà đồng lọa là cần nhau,
năm 1969 mà nếu Nixon mà không cứu tàu ra thì tàu bị bom nguyên tử của Nga sáng vào tàu. Thế đấy, tôi có phải đồng minh đâu. Tôi ghét nhau lắm. Thứ hai, tôi hỏi đài và tôi cũng hỏi riêng ông Hồng Phúc. Từ bảy đời tổng thống có ông nào mà dám làm chữa răng ngất ngư chưa? Rồi làm cho tàu còn phải mệt đư chưa? Làm cho quý ba cũng là điên đầu chưa? Và làm cho Nam Hàn phải cái vấn đề thương mại đang hoang chưa? Làm cho Nhật phải lo lắng chưa? Vì thì nói ông nói được mà ông làm không được thì thính giả trả lời. Tôi không nói ông Hồng Phúc trả lời ngay. Cảm ơn. Bác đọc lại với tôi đi nha, bác Hoàng Hôn. Ông đó không nói. Cảm ơn chú Hoàng Hôn đã gọi vào chú bồ Miley, tại thấy Miley bị lấn át quá phải không thưa chú, xin được cảm ơn chú. Đúng rồi. Mấy khi mà đã Miley mà đã yếu là chú đã tự dùng cho. Thì tôi bị đàn áp quá thế này. Dạ vâng, xin được cảm ơn chú cái sự đóng góp của chú Hoàng Hôn. Và thưa ông Hồng Phúc, không biết là ông có ý kiến gì với những cái trình bày của anh Việt Thanh trước khi Miley đi qua đề tài khác thưa ông? Dạ, xin mời cô đi tiếp ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, kế đến là chúng tôi xin được mời quý vị đến với phần tin tức của Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ bảy và thứ ba tuần tới, tức là ngày bầu cử nửa kỳ. Và cái cuộc bầu cử này nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Do đó chúng tôi xin được tha thiết kêu gọi tất cả các cử tri người Việt Nam, quý vị muốn bầu cho ai cũng được, nhưng mà xin quý vị hãy đi bầu, hãy sử dụng cái lá phiếu của mình. Thưa quý vị thấy không, hiện tại bây giờ hàng năm có hàng bao nhiêu triệu người họ đang muốn được xếp hàng để vào Hoa Kỳ này, và từ đó họ sẽ có cơ hội để có một cái lá cử tri như quý vị đang có vậy, để họ có quyền thử thi hành cái sự chọn lựa của người công dân ở đây. Thì thưa quý vị, xin quý vị hãy sử dụng những cái mà quý vị đang có trong tay bằng cách là đi lựa chọn những người đại diện cho quý vị. Nhờ vậy mà cộng đồng người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên Hoa Kỳ sẽ được cái sự kính nể của các dân biểu, thượng nghị sĩ hay là các dân cử tại địa phương nói riêng và trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ nói chung. Như quý vị thấy, hiện tại bây giờ tại Oklahoma của chúng tôi, những người ra ứng cử thì quý vị thấy trong những mùa bầu cử nào cũng vậy, không ít thì nhiều, đều có những người đã phải đến để sử dụng cái làn sóng phát thanh của chúng ta để kêu gọi chúng ta tham gia bầu cử. Vì sao thưa quý vị? Vì cái lá phiếu của chúng ta được đếm, được count. Một vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng chỉ có một lá phiếu mà thôi, và chúng ta cũng có một lá phiếu, thì cái phương diện này chúng ta có quyền tương đương với một vị tổng thống của Hoa Kỳ. Thì xin quý vị nhớ đi bầu cử. Kế đến thì thưa quý vị, tính cho tới ngày hôm nay thì dựa theo các thống kê cho thấy rằng về phía bên Thượng viện của Hoa Kỳ thì đảng dân ở đảng Cộng Hòa có tới 80% sẽ giữ được đa số tại Thượng viện. Và dựa theo thống kê về Hạ viện của Hoa Kỳ thì thưa quý vị, họ cho rằng 80% phía bên Dân Chủ sẽ có cơ hội nắm đa số tại Hạ viện. Và do đó thưa quý vị, chúng tôi không có dám kêu gọi quý vị bầu cho đảng nào cả, chúng tôi chỉ xin kêu gọi quý vị hãy đi bầu cử. Thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi và xin quý vị tự trả lời lấy. Nếu trong trường hợp mà quý vị cảm thấy rằng cái tình trạng của nước Mỹ ngày hôm nay tốt đẹp hơn cái tình trạng cách đây 2 năm về trước, ngày hôm nay cái nền kinh tế của Hoa Kỳ phát triển hơn, quý vị cảm thấy tự tin vào tương lai và những ngày sắp tới của quý vị hơn, và quý vị cảm thấy rằng chính phủ của Hoa Kỳ đang đi trên cái con đường đúng
theo ý muốn của quý vị, làm cho quốc gia giàu mạnh hơn, nhất là về vấn đề an ninh được bảo tồn hơn, thì như vậy quý vị có muốn giữ cái chính phủ của Hoa Kỳ hiện nay hay không? Thì nếu trong trường hợp quý vị trả lời là vâng, tôi đồng ý và tôi thấy rằng cái đường lối của chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm nay đang tiến trên cái con đường đúng, thì xin quý vị hãy bầu cho đảng, dành cho đảng Cộng Hòa, thưa quý vị, xin bầu cho đảng Cộng Hòa. Và nếu trong trường hợp, thưa quý vị, xin ông Hồng Phúc cho Mai dứt lời nha. Và nếu trong... Và thưa quý vị, nếu trong... Và nếu trong trường hợp quý vị cảm thấy rằng cái chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm nay đã đi chặt đường dài và quý vị muốn có sự thay đổi trong chính phủ của Hoa Kỳ ngày hôm nay, quý vị cảm thấy rằng những gì chính phủ làm ngày hôm nay trong thời gian mới đây là đi sai hết, đi ngược với lương tâm, đi ngược với điều mong muốn của quý vị. Quý vị cảm thấy rằng tương lai của quý vị và con cháu của quý vị u mờ và u ám hơn, thì xin quý vị hãy bầu cho đảng Dân Chủ. Vâng, trước khi chúng tôi xin mời trở lại với hai vị trong chương trình, thì Mali xin được trở lại với chú Hoàng Hôn, thưa chú. Trong vòng một phút thôi, hãy đến cái vấn đề bầu cử. Thì tôi kêu gọi thỉnh giả ở Albuquerque. Cái vị trí này rất thuận lợi, đó là đường Uni và San Pedro. Nơi đó họ có 4-5 cái phòng phiếu mở đó. Chúng ta có thể đi bầu. Ngày hôm qua tôi đi bầu sớm rồi, tôi bầu cho đảng Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị loan báo như vậy. Đường Uni và San Pedro, thì góc đường đỏ đó. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn chú. Mali xin được trở lại với ông Hồng Phúc chứ ạ. Dạ. Dạ thưa cô, trước hết đó, cái vấn đề cô đặt cái vấn đề ra là nếu như chính phủ này tốt hay xấu, thì chúng ta lượng định xong rồi chúng ta chọn để bầu cho đảng Cộng Hòa. Thì chú thật với cô rằng chúng tôi không dám đánh giá lúc này. Bởi thưa cô, đánh giá việc làm của một chính phủ, chúng tôi nghĩ đôi khi có những lúc có cần cả 2-3 thế hệ người ta mới biết đến cái việc làm lúc đó nó như thế nào. Còn ngay bây giờ cô bỏ tôi đánh giá việc làm của Tổng thống Trump qua những cái hành động ồn ào, thì thưa cô, chúng tôi không dám đánh giá. Thế còn bầu cho ai thì dĩ nhiên mỗi người có một cái nhận định riêng của mình. Đối với tôi đó, thì cái câu nói này thì nó có vẻ ba phải hay là vô thưởng vô phạt, nhưng đó là cái kim chỉ nam để hướng dẫn chúng ta đi bầu. Chúng ta hãy bầu cho những ai làm những công việc ích nước lợi dân. Tôi nghĩ ai cũng nghĩ cái điều đó cả. Đặc biệt chúng tôi là một người Việt Nam tị nạn Cộng sản, thì những ai giúp chúng ta để mà lật đổ được cái chế độ Cộng sản ở nhà, chúng ta hãy bầu cho người đó. Bởi vì đấy là cái lý do chúng ta rời khỏi đất nước. Thành ra bây giờ có bảo cái bảo của Cộng Hòa hay là bảo cho Dân Chủ, chúng tôi chưa biết. Bất cứ ai, dù là Dân Chủ hay dù là Cộng Hòa, ông nào mà ở cái địa phương hay ở cái chỗ này, mình tin tưởng rằng ông sẽ biết lắng nghe tiếng nói của chúng ta. Lắng nghe không chưa đủ, còn phải thi hành nữa. Còn cái chuyện gây ồn ào trong cái thời kỳ bầu cử đó thưa cô, đó là những cái rất khó sàng lọc. Bởi vì lúc bầu cử đó, ông nào cũng nói ngon lắm, ông nào cũng nói thực tế lắm. Cái người mà cao nhất nước mà đã từng đậu làm tổng thống là tổng thống Bush cha. Ông bảo biết mày biết. Ông nói là không đánh thuế, không tăng thuế. Ông vừa lên không tăng thuế liền. Biết làm sao mà tin được. Thành ra bây giờ chưa cô lượng định ai là nên bầu không thì đúng là tùy tâm thôi. Tôi không dám nói ra. Bác Hoàng Hôn thì ngon lành, cán đảm nói là bầu cho Cộng Hòa. Tôi bầu cho ai tôi không dám nói, tôi ăn đòn. Nhưng tôi xin được giấu kín. Đây là ý kiến của tôi, xin được trả lại với cô và anh Việt Thanh. Dạ vâng, nhưng mà dù gì đi nữa thì ngày thứ ba này cũng phải bầu rồi, thì cần phải đưa tới quyết định chứ. Thì do đó thưa quý vị thính giả, quý vị bầu cho ai cũng được, nhưng mà quý vị cứ cứu xét đi. Ngay trước mắt là những cái sự việc đã xảy ra, thì chúng ta làm sao biết tới tương lai, phải không ạ? Còn nếu mà ngồi đợi tương lai nó xảy ra thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Thì do đó xin quý vị phải đi bầu. Và hãy chọn lựa người nào mà quý vị thấy là hữu ích, ảnh hưởng tới cái đời sống của quý vị trực tiếp. Xin quý vị hãy bầu cho người đó. Xin được mời anh Việt Thanh. Vâng, tôi xin đồng ý với cô Mai là cái tầm quan trọng của cái kỳ bỏ phiếu kỳ này. Thứ nhất là kỳ này không phải là bầu tổng thống, tuy nhiên bầu quốc hội, hạ viện và thượng viện. Thì hai cái thành phần quốc hội này cũng rất là quan trọng. Thì đó là một trong những cái ngành
của Hoa Kỳ. Thì do đó là chúng ta cần phải đi vào, và cái kỳ này cũng rất là gay go giữa cái chính sách của Đảng Cộng Hòa và chính sách của Đảng Dân Chủ hầu như là đối nghịch với nhau. Thành ra chúng ta phải đi vào để thấy rằng cái quan điểm nào là đúng, quan điểm nào là sai, thì tùy theo cái sự nhận xét của quý vị. Thì tôi đồng ý với cô Mai về cái tầm quan trọng đó. Thí dụ như là cái tiểu bang Oklahoma này, là quý vị biết đó, trước khi cái bầu chính thức là ngày thứ ba đó, thì trước đó, đó trong ngày thứ sáu, thứ bảy vừa qua, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì có cái gọi là tiền bỏ phiếu, tức là người nào không muốn chen lấn trong cái ngày bỏ phiếu mùng sáu đó thì có thể đi bỏ phiếu được. Thì hàng năm đó, cái số người đi bỏ phiếu trước đó, là chỉ có độ chừng rất là ít, thí dụ như khoảng độ 20.000. Thì quý vị biết là theo cái thống kê cả tiểu bang Oklahoma này, nó lên tới 150.000 người đã đi bỏ phiếu trước. Cái điều đó chứng tỏ là cái gì? Là dân chúng cũng rất là mong muốn để phát biểu cái ý kiến của mình trong cái kỳ bầu Hạ viện và Thượng viện kỳ này, để mà đưa Hoa Kỳ đến cái sự thịnh vượng về kinh tế, chính trị và quân sự v.v. Thì đó là cái điều mà tôi thấy tầm quan trọng, tôi đồng ý với cô Mali. Cái chuyện thứ hai đó thì tôi lại đồng ý với anh Hồng Phúc. Khi chúng ta đi vào những cái vị quốc hội, hạ viện và thượng viện đó, thì chúng ta phải xét xem là cái vị đó nó có làm những cái điều gì tốt cho cái cuộc sống chung của người Hoa Kỳ, hay là ủng hộ những cái lập trường của những cái người Việt di cư cho chúng ta, đòi hỏi lại vấn đề dân nhân quyền và tự do tôn giáo của Việt Nam. Thì chúng ta phải nhận xét rõ ràng từ đạo đức cho đến hành động cho đến chính sách của từng cá nhân, của hạ viện, của một vị là dân biểu hay là một vị thượng nghị sĩ, thì chúng ta sẽ dồn phiếu cho người đó nếu những người đó làm ích lợi cho cộng đồng chung của chúng ta đang sống ở đây, hay và đồng thời có thể giúp chúng ta những cái gì, những cái điều chúng ta mong muốn, đem lại một nước Việt Nam dân chủ và phú cường, thì chúng ta chọn người đó. Xin phép. Xin phép cô Mai Lê cho tôi được tiếp lời. Hồi nãy tôi chưa nói hết một cái phần của tôi sợ chiếm nhiều thời gian này muốn dành cho cô. Nhưng mà như thế này, thứ nhất là tôi ra đi bầu, tôi bầu phiếu bằng mail để tránh cái cảnh chen lấn, vì tôi biết năm nay sẽ là cái chỗ phòng phiếu đông lắm. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, tôi xin được góp ý trong cái vấn đề cái tình trạng cái cuộc bầu phiếu giữa kỳ năm nay rất quan trọng. Tôi đồng ý với cô và anh Việt Thanh, và dĩ nhiên là tôi cũng như quý vị chúng tôi cũng đi bầu phiếu chứ không thể nào bỏ lơ cái quyền của mình được. Đó là điều nhất. Thế tại sao là nó quan trọng là vì thế này, cái cuộc bầu cử năm nay nó có thể làm thay đổi cái nền chính trị của Hoa Kỳ rất quan trọng ở tại các nghị trường. Chúng ta sẽ bầu toàn diện 435 ghế Hạ viện và 435 ghế ở Hạ viện và 35 thượng nghị sĩ ở trên thượng viện ở trong số 100 quý vị đó. Đây là một cuộc mà sẽ trả lời cho tất cả quần chúng hay cho dân chúng cho nước Mỹ biết rằng quan điểm của những người dân hiện nay hiện ra làm sao. Bởi vì bây giờ qua con số thống kê chúng ta chưa biết tin vào ai cả. Bởi vì cái thống kê coi vậy cũng là quý lắm, chứ không phải là không, nhưng mà nhiều khi nó không chính xác 100%. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện đi bầu là phải bổn phận. Cái thứ hai đó, để xem cái kết quả ngày 6 tháng 11 này nó sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng mà chúng tôi cũng xin được theo dõi từng bước một, thưa cô và thưa anh Thanh. Dạ vâng, Mai Lê rất là đồng ý với những gì hai vị vừa mới trình bày. Về cái vấn đề mà gọi là cái thống kê đó, thì quý vị thấy cái cuộc bầu cử vào năm 2016 không? Nếu mà mình đi theo thống kê là thôi mình bị tháo cái mất rồi, mình thua to nữa chứ không phải thua nhỏ đó thưa quý vị. Thì do đó thống kê nó nói gì kệ nó, phần mình cứ đi bầu cái đã. Và cái mà chúng tôi giải thích rằng nếu mà quý vị đang ủng hộ cho cái chính phủ ngày hôm nay đó, thì quý vị nên bầu Republican, nghĩa là Cộng Hòa. Vì lý do tại sao thưa quý vị? Như quý vị biết là chính phủ của Hoa Kỳ có lưỡng viện quốc hội, và nếu mà lưỡng viện quốc hội đó mà không đồng thuận với phía bên văn phòng executive là văn phòng của tổng thống đó, thì của hành pháp đó, thì như vậy nó sẽ không có được, là nó sẽ trở thành về cái chính phủ vịt què thưa quý vị, không làm được gì hết á. Đề ra thì bị chống, đề ra thì bị chống, nghĩa là mình chỉ nuôi cho những người dân cử ngồi không uống nước, không làm được gì hết. Thì do đó nếu mà quý vị cảm thấy rằng cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump đã hiện tại là gọi là có những tiến triển, có những hành động tốt, thì quý vị cần phải cho Tổng thống cơ hội làm việc.
cho Tổng thống cơ hội làm việc bằng cách là bầu cho lượng viện quốc hội để hỗ trợ cho ông. Còn nếu trong trường hợp quý vị cảm thấy rằng ông này ông ác quá, ông này ông to mồm quá, ông này nói nhiều mà không làm gì được hết, thì như vậy quý vị hãy bầu để mà chặn đứng ông ta lại. Thì do đó thưa quý vị, xin quý vị hãy suy xét để mà quý vị quyết định cái lá phiếu của quý vị. Và kế đến thì thưa quý vị, trong cái đề tài này thì Mai Ly xin được đưa ra về cái vấn đề cái phái đoàn thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ viếng thăm Trung Cộng cách đây vài bữa đó thưa quý vị, và hồi nãy anh Việt Thanh cũng như ông Hồng Phúc có nói rằng cái phái đoàn của phía bên Trung Cộng họ nói rằng Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai đối thủ cạnh tranh nhưng không phải là thù địch, thì chúng tôi cũng đồng ý hoàn toàn về cái vấn đề này. Và thưa quý vị, dựa theo cái tin mới nhất vào ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã ra cái chỉ thị cho nhân viên của ông là soạn thảo cái hiệp ước mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Và dựa theo tin mới nhất cho thấy là trong tuần vừa rồi, hình như là ngày hôm qua hay là trước đó một ngày, thì Tổng thống Donald Trump đã có một cái cuộc nói chuyện riêng với ông Tập Cận Bình, và như ông Hồng Phúc nói đó là họ đã có hẹn gặp nhau đi ăn cơm trưa tại Argentina vào cuối tháng này trong cái cuộc họp thượng đỉnh 20, thưa quý vị, G20. Thì như vậy, đây là cái dấu hiệu cho thấy rằng đôi bên đã có một cái sự gọi là nói chuyện với nhau, đã bàn thảo với nhau và có thể đã có một cái sự đồng ý trên nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng còn những cái điểm mà hai bên cần phải làm việc tiếp. Tuy nhiên ngay thời điểm này là chúng ta thấy bây giờ không phải là đèn đỏ mà đang là đèn vàng rồi đó thưa quý vị, chuẩn bị sẽ có đèn xanh sắp tới. Thì đây là một cái tin vui cho Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tuy nhiên trong cái thời gian từ tháng trong vòng mấy tháng này thì quý vị thấy cái vấn đề kinh tế chiến tranh mậu dịch kinh tế giữa hai bên đó nó đã bắt đầu, mình đã nhìn thấy cái hậu quả của cái chiến tranh mậu dịch. Dựa theo cái bài báo dựa theo Reuters là một cái nguồn tin rất là đáng tin cậy đó thưa quý vị, ra vào ngày 29, thì trong cái bài báo này thống kê cho thấy đó là các công ty của Hoa Kỳ tại miền Nam Trung Cộng có tới 70% họ nói rằng họ muốn mang cái sự hoạt động của họ đi tới một nơi khác. Vì cái vụ chiến tranh mậu dịch đã thâm thủng vào cái tiền lời của họ và cái sự hoạt động của công ty của họ. Và bên cạnh đó thì thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Năm, thì lần đầu tiên quý vị thấy 7 đồng nhân dân tệ ăn có 1 đồng đô la thôi. Đây là cái sự gọi là sụt giá cao nhất của đồng nhân dân tệ. Và tính cho tới ngày hôm nay, cái thị trường chứng khoán của Trung Cộng đó là đã mất trên 30%. Quý vị cứ tưởng tượng một đồng, quý vị đang cầm một đồng trong tay, sáng mở mắt ra bây giờ nó chỉ còn có 70 cent thôi, thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào thưa quý vị? Thì do đó cái vấn đề chiến tranh về kinh tế bắt đầu có hiệu lực, và phía bên Trung Cộng họ đã bắt đầu thấm được cái sự đau đớn về cái vấn đề này. Và bên cạnh đó thì như quý vị cũng đã biết, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu không có work out được với nhau, không đưa tới một cái sự giải quyết, ông sẽ sẵn sàng đóng thuế trên tổng số tiền là 650 tỷ Mỹ Kim của Trung Cộng. Hiện tại bây giờ mới có 250 tỷ thôi mà đã thấm đòn mất hết 30% rồi. Còn phía bên Hoa Kỳ thì sao? Những quý vị nào có 401k đó, thì xin quý vị cứ mở cái chương mục 401k của quý vị ra, quý vị thấy là quý vị đang thắng hay thua.
và những người nào đang đầu tư đang đầu tư vào chứng khoán thì quý vị cứ mở cái chương mục thua luôn. Dạ thua luôn chỉ trong vòng tuần này thôi, chứ overall đó tính trong vòng 2 năm qua đó thì Miley nghĩ rằng cái portfolio của quý vị tăng ít nhất là 20%, vì Miley thấy cái portfolio của Miley nó cũng như vậy đó. Thì do đó thưa quý vị cứ nhìn trên thị trường chứng khoán để mà quý vị làm cái mức đo của cái nền kinh tế của hai bên. Vâng, xin mời anh Việt Thanh, thua như thế nào thưa anh? Thưa anh, vì vấn đề ảnh hưởng về thương mại hai bên thì những cái công ty mà nó không có lời nhiều hay là nó lỗ, mà thường thường chúng ta thì đa số những cái quỹ hưu bổng thì nó vào nó gọi là mutual fund, tức là cái quỹ tổng hợp gì đó, thì nó đầu tư trên rất nhiều ngành, nhưng mà đa số cũng là vào những cái hãng lớn về điện tử hay là về năng lượng này kia vân vân. Thì khi mà những cái hãng đó nó thua lỗ thì đương nhiên cái phần lời của nó không có nhiều, hoặc là nó lại lỗ vốn, thì đương nhiên cái giá trị của cái stock trên cái thị trường đó là nó bị giảm sút. Mà vì những cái vốn đầu tư mà đi đầu tư vào những cái hãng đó thì đương nhiên bị ảnh hưởng, thành ra là thua, gọi là thua và thua. Thành ra là bên Trung Cộng thì nó bị giảm tới 30%, còn mình thì về thị trường chứng khoán có lẽ cũng giảm xuống được khoảng 10%, thì nó vẫn còn đỡ hơn là bên Trung Cộng. Thì có lẽ là Trung Cộng cũng giật mình để mà nhìn thấy cái việc đó, cho nên đã tỏ ra có vẻ mềm mỏng hơn trước. Và quý vị thấy đó, là bên cái thế giới cộng sản đó, khi mà chính quyền họ không làm được cái gì đó thì họ có một câu thôi, thì bây giờ đó, chính quyền thì là một mặt nhưng mà nhân dân lại là một mặt khác. Và chính cái ông Bộ trưởng Ngoại giao hay là Thủ tướng của Trung Cộng trong cái kỳ viếng thăm của Thượng nghị sĩ, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thì ông còn tuyên bố rằng là bây giờ những cái việc này thì để cho nhân dân hai nước quyết định. Tại vì quý vị thượng nghị sĩ tức là đại diện cho nhân dân chứ không phải là đại diện cho hành pháp, cho nên đó, khi nào mà quý vị thấy mà cái khối cộng sản hay là bất cứ nước cộng sản nào mà nó đưa cái chính sách là bây giờ nhân dân hai nước là hòa hợp với nhau, thiện chí với nhau, thì cái lúc đó là họ yếu lắm rồi thưa quý vị. Còn không đó, thì là Đảng Cộng sản, bí thư Đảng Cộng sản, chính trị bộ là nói như là sấm là như sét. Thì quý vị thấy rằng là Trung Cộng hiện nay đang ở thế yếu, mà không những thế yếu về vấn đề kinh tế mà về vấn đề chính trị, như chúng tôi vừa trình bày ở phần đầu, là cái buổi họp với lại các lãnh đạo của khối Đông Nam Á kỳ này thì đa số những các nước Đông Nam Á không còn có cảm thấy nhiều với Trung Cộng nữa. Dạ xin hết. Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông. Dạ vâng, thưa cô, tôi chỉ muốn nói đến một cái ngón đòn của Hoa Kỳ đưa ra nó sẽ có cái hậu quả dây chuyền. Thì đây cái điều này cũng nhiều người nói rồi, tôi cũng chỉ lặp lại thôi. Đó là vấn đề tăng thuế. Khi mà tăng thuế nhập cảng các hàng của Hoa Kỳ, của Trung Cộng vào Việt Nam đó, khi mà bị tăng thuế thì dĩ nhiên là cái giá nó tăng cao theo. Và khi giá tăng cao theo thì người ta nói là cái người chịu đựng chính là cái người tiêu thụ. Tiêu thụ là ai? Là dân Mỹ. Do đó các cái cơ sở thương mại đó họ không chịu để mà đi đầu tư mà lại không có lời. Nghĩa là gì? Họ muốn đầu tư các cái cơ sở của họ ở ngoại quốc có nhân công rẻ, trong đó có Trung Cộng, để họ kiếm được nhiều lời. Nhưng mà vì cái tình trạng chiến tranh kinh tế đưa ra bằng cái biện pháp tăng thuế, thì bây giờ họ nghĩ đến cách rời các cơ sở của họ sang các nước ở trong những cái vùng nghèo đói, đông dân. Để làm gì? Để mà được hưởng cái thuế và tránh được cái sự tăng thuế, áp thuế lên trên những món hàng của Trung Cộng. Thì họ vẫn thu được lời và đồng thời món hàng của họ vẫn bán được với giá hạ để mà tiêu thụ trong nước Mỹ. Cái đó Trung Cộng cũng sẽ chết vì cái món đòn tăng thuế của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi không biết rằng các thương gia của Hoa Kỳ có thể đặt quyền lợi dân tộc đất nước của Hoa Kỳ lên trên bằng Trung Cộng về đem tất cả các cơ sở của mình về Hoa Kỳ làm việc để có công ăn việc làm, và đồng thời người ta về ta tắm ao ta, thì tôi được đó là cái điều đáng mừng nhất. Rồi xin hết. Dạ vâng thưa ông, Mai không đồng ý, Mali không đồng ý, có những cái công ty không nên về Mỹ, chẳng hạn như những công ty làm giày làm dép may mặc á, thì thôi làm ở bên Việt Nam và làm bên Trung Cộng hay bên các nước Á Châu đi, là tại thứ nhất nó rẻ, thứ hai người ta khéo tay, người ta làm đẹp hơn, đừng có mang về Mỹ.
Còn trong khi có những có những cái industry, có những cái khác thì nên mang về Mỹ, Miley rất là đồng ý. Thì do đó cái vấn đề mà những cái công ty họ phải di dời đó thì quả đúng như vậy, nếu mà không lời thì họ phải đi thôi. Chứ còn vấn đề chính trị chính em đó là thực sự họ cũng không có care đâu. Chữ nơi nào đó mà thuế thấp thì cô họ phải đi nghĩ rằng cô không nên coi cái trọng lượng hay cái món tiền của món hàng mà cô để lượng giá trong cái vấn đề kinh tế cho cô. Cô nghĩ rằng ở Hoa Kỳ có những món lời hay người ta bán on sale chỉ một vài cent cũng có người đầu số đi mua thôi cô. Thế bây giờ những cái món lặt vặt đó chính vì cái quan niệm coi rằng nó nhỏ bé đó mà mình không quan tâm tới, cho nên nó trở thành cái ung nhọt cho ngày hôm nay. Chứ cô thử tưởng tượng tất cả trong các gia đình người Hoa Kỳ hôm nay, các cái món đồ gia dụng lặt vặt từ cái nếp kinh cho tới cái căn bàn, cái tăm đều là made in China. Cô đừng nghĩ rằng những số tiền một vài sen đó mà nó không tích tụ thành một con số bạc tỷ đâu thưa cô. Thành ra tôi không nghĩ rằng Hoa Kỳ chủ trương giống như cô nói, xuất cảng máy bay, xuất cảng máy cày, xuất cảng những đồ kỹ nghệ thật đáng giá, mua một món đồ cả chục triệu, vài trăm triệu đô la. Nhưng mà Trung Cộng nó có cái ưu thế của nó là nhân công rẻ, nó sản xuất những món đồ tiêu dùng hàng ngày của người ta. Cho nên các công ty Walmart, Amazon, Kmart, Sears đều có thể thành công là nhờ ở cái số nhân công rẻ đó mà họ làm giàu thưa cô. Thành như cái vấn đề đừng coi rẻ những cái món hàng vài chục sen đó mà đánh giá rằng là không quan trọng đâu. Theo dạ vâng, Miley cũng rất là đồng ý. Một ngày đẹp trời nào đó Miley sẽ có nhiều thì giờ nói chuyện về kinh tế với ông Hồng Phúc hơn nha. Dạ, ngay cái thời điểm này vì cái lý do thời giờ eo hẹp, do đó chúng tôi chỉ xin được đưa ra hai con số. Và hai con số này là chỉ để riêng cho anh Việt Chi thôi thưa quý vị. Anh Việt Thanh, xin lỗi. Anh Việt Thanh đó, vừa mới nói rằng đó là hồi nãy Miley nói là nhìn vào cái 401k portfolio vân vân của quý vị thì anh Việt Thanh nói là mất 10% thưa quý vị. 10%, Miley đồng ý 10%. Cái này là chỉ trong vòng mấy tuần vừa qua thôi. Nhưng mà thưa quý vị, vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 là cái ngày cuối cùng của Tổng thống Obama rời khỏi văn phòng và Tổng thống Donald Trump chính thức take over. Thì cái thị trường Dow Jones của Hoa Kỳ đóng ở cái số điểm là 19.282. Và ngày hôm thứ Sáu, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã đóng cửa ở số điểm là 25.380. Thì vâng, thưa quý vị, chắc chúng tôi cũng không cần phải có bằng kỹ sư để coi con số nào nhỏ và con số nào lớn. Vâng, trước khi đúc kết chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời vị thính giả mang số 4416 lên tiếng, thưa anh. Dạ, thưa tôi xin khánh, tôi ở Oklahoma City. Dạ, thưa tôi xin có một cái câu hỏi, tôi có xin có một cái câu đóng góp là cái gì cũng phải có mặt trái và mặt phải, và cái tốt và cái xấu. Trong cái kinh tế của Mỹ đó, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục đi mua những hàng rẻ theo như ông Phúc cũng nói thì Trung Cộng sẽ làm chủ nước Mỹ. Thì chúng ta phải chọn một trong hai cái, chúng ta chấp nhận chi tiêu một chút xíu để giữ lấy cái nước Mỹ là cái đất nước của chúng ta đang sinh sống và đang cung mang chúng ta. Đấy, tôi chỉ có hai câu hỏi, thì chỉ đặt cả một câu hỏi là đặt lại như vậy thôi. Xin cảm ơn. Chị đáp của Miley tôi gọi là rất ngắn gọn. Dạ thưa ông, tôi không chủ trương là chúng ta phải tiếp tục mua hàng rẻ của Trung Quốc ạ. Chúng tôi chủ trương rằng như tôi nói vừa hồi nãy, một cái câu ca dao mà người Việt Nam nặng với là ta về ta tắm ao ta. Cái vấn đề làm thế nào để mà đem được về đấy thì đó là cái một câu hỏi dành cho ông tổng thống của đất nước chúng ta, người lãnh đạo đất nước của ông ấy. Đó là câu trả lời ngắn gọn của chúng tôi. Thì chúng tôi nhìn đồng hồ không còn giờ nữa, đã trả lời cho cô Mai Linh. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Chánh đã tham gia chương trình, và chúng tôi cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua đến đây. Thì chương trình của chúng tôi bắt buộc phải chấm dứt vì phải nhường giờ cho chương trình khác, thưa quý vị. Như quý vị biết, ba anh em chúng tôi mà nói chuyện đó thì là nói tới sang năm cũng chưa hết. Dạ, anh có 30 second thưa anh. Dạ, tôi chỉ có một phút thôi là thưa như thế này. Tập Cận Bình với lại ông Trump đó có thể đi ăn ở tại Argentina. Thế tại sao á là cô Miley và anh Hồng Phúc
cũng phải cứ đi ăn đi, rồi có gì cũng mời tôi đi thì có phải là chúng ta cùng vui vẻ không? Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào tạm biệt, xin được cảm ơn anh Việt Thanh, cảm ơn ông Hồng Phúc.